đầu xuống rồi cứ đi rút đầu. Nó gãi lên cổ sao? Người ta không đúng con gì đốt thật, đốt cho cả cổ, nó cứ với cổ đúng rồi. Nó đúng con gì nó nằm trong nằm tử kiến rồi. Chả mà sao nó có gì đốt gỡ nó. Chịu được nữa quá. Đấy đấy. Ta đây về là mình gãi cho sướng. Gãi những chân nó tới. Nói bình thường nó như này nó cạch 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 cái mũi đầu vẫn gãi không mà.